đã quay trở lại với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị sẽ có những thời gian thư giãn tuyệt vời cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn vào nút chuông nho nhỏ bên cạnh để cập nhật tất cả những tin tức mới nhất. Còn bây giờ, chần chừ gì nữa, hãy đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Trứng thành bắt trend Pillow Trend sẵn tiện khoe tụ nước hoa bạc tỷ. Với tốc độ bắt trend đỉnh cao, Trứng Thành cũng có màn khoe vai trần qua bức hình lấy gối làm váy gây thích thú cộng đồng mạng. Những ngày nghỉ dịch rảnh rỗi, hội chị em đam mê thời trang đua nhau hô biến những chiếc gối thành váy nhờ vào sự cố định của chiếc thắt lưng ở bụng. Từ ấy, trào lưu Pillow Trend nở rộ và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội ở nhiều quốc gia. Trứng Thành cũng chẳng hề kém cạnh các người đẹp khi anh chàng không bỏ qua trào lưu thú vị này. Anh vừa có màn khoe vai trần đô con qua bức ảnh. Màn bắt trend khó đụng hàng của Trứng Thành. Trứng Thành bắt trend với thần thái chuẩn diva. Mới đây trên trang Instagram cá nhân, Trứng Thành vừa có màn đu trend khác lạ khiến nhiều người cười ngất. Anh tạo dáng chống eo sành điệu, gương mặt thể hiện biểu cảm như những diva sang chảnh trên sân khấu. Tưởng chừng đây chỉ là trào lưu dành cho các cô nàng có dịp khoe hình thể thon gọn thanh thoát, Trứng Thành lại bứt xiềng phá xích, phá vỡ quy tắc ấy. Thay vì khoe đôi vai mảnh mai, Trứng Thành lại gây cười với bờ vai đô con của mình. Thậm chí anh còn đầu tư hẳn một chiếc nón màu tím đội trên đầu để tạo nên sự khác biệt. Màn thể hiện thử thách Pillow Trend xuất thần của Trứng Thành. Thế nhưng điều gây chú ý hơn cả chính là background xa xỉ trong bức ảnh của Trứng Thành. Nam chính cua lại vợ bầu trong lúc bắt trend tiện thể khoe luôn bộ sưu tập nước hoa với trị giá hơn cả tỷ đồng. Như tiết lộ từ trước, Trứng Thành sở hữu gần như đầy đủ mọi dòng nước hoa, từ những chai nổi tiếng bậc nhất đến những chai phiên bản giới hạn hiếm có khó tìm. Chỉ bấy nhiêu đã thể hiện được độ chịu chơi, chịu chi khó ai bì kịp của Trứng Thành. Trao tặng 350 triệu giúp bà con miền Tây và bao năm làm nhà hảo tâm giấu mặt, Quyền Linh vẫn trải lòng đầy khiêm tốn. Linh cảm giác mình quá bé nhỏ, nhỏ như vô số hạt cát trên thế gian này, như một áng mây, một cơn gió thoáng qua trong cõi nhân sinh. Quyền Linh trải lòng khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm mưu sinh. Là một người khá kín tiếng trong chuyện đời tư, những trải lòng sau 20 năm vào đời mưu sinh của MC Quyền Linh khiến người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Theo đó, MC vượt lên chính mình chia sẻ do tính chất công việc, phải tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khó khăn, giúp anh nhận ra những đóng góp của mình quá bé nhỏ như một hạt cát giữa sa mạc, một cơn gió thoáng qua. Không chỉ thế, mặc dù được mệnh danh là MC của người nghèo bởi nhiều hành động ý nghĩa phía sau hậu trường, tuy nhiên Quyền Linh vẫn khiêm tốn nhận mình chỉ là một người nghệ sĩ cô đơn trong đời thường và còn nợ cuộc sống rất nhiều thứ. Được biết, cách đây ít hôm, Quyền Linh đích thân xuống miền Tây, tự tay vận chuyển và trao tặng những bình nước ngọt và máy lọc nước có giá trị 350 triệu để giúp đỡ bà con vượt hạn mặn. MC Quyền Linh cũng từng gây chú ý khi thừa nhận nhiều lần bấm đồng hồ trước 1 phút 30 giây để giúp người nghèo chiến thắng trong chương trình Vượt Lên Chính Mình Vì Quá Thương. Chưa kể, ở nhiều game show do Quyền Linh làm MC, thường xuất hiện một nhà hảo tâm giấu mặt, đóng góp một khoản tiền hỗ trợ thêm cho nhân vật. Sau này anh mới thừa nhận bản thân chính là nhà hảo tâm đó. Giải thích lý do, Quyền Linh cho biết anh thấy ngại nên không nói tên. Dù đôi khi số tiền trao tặng còn cao hơn cả các xe đi dẫn. Nguyên văn trải lòng của MC Quyền Linh. Hơn 20 năm mưu sinh tất bật, lăn lộn giữa dòng đời xuôi ngược khắp mọi nẻo đất nước, len lỏi vào tận trong những ngõ ngách của cuộc sống, tận trong những trái tim của những mảnh đời bất hạnh và những số phận kém may mắn, Linh cảm giác mình quá bé nhỏ, nhỏ như vô số hạt cát trên thế gian này, như một áng mây, một cơn gió thoáng qua cõi nhân sinh. Linh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, chỉ có khác ở là một trái tim nghệ sĩ luôn cô đơn trong khoảnh khắc giữa đời thường. Và hôm nay Linh có dịp trầm ngâm suy nghĩ, tất cả đều là hư vô, là vô thường, là buông bỏ, là yêu thương, là chia sẻ. Ta vẫn nợ cuộc đời này vô số những yêu thương này sẽ gợi gió cuốn bay xa. Cầu mong tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ mãi mãi trường tồn, chúc cả nhà bình an và hạnh phúc. Vươn lên từ nghèo khó, vì thế Quyền Linh luôn dành sự quan tâm và giúp đỡ hết mình cho người có hoàn cảnh khó khăn. Những hình ảnh đời thường giản dị và chân chất của MC khiến người hâm mộ rất yêu mến anh. Quyền Linh còn được mệnh danh là MC của người nghèo, ở đâu có khó khăn ở đó có Quyền Linh. Không chỉ là một MC đình đám, Quyền Linh còn ghi điểm khi là một người cha hết mực yêu thương hai cô công chúa nhỏ. Gia đình Quyền Linh từng được nghệ sĩ Hồng Vân khen ngợi là gia đình kiểu mẫu của V-Big. Cuộc sống hiện đại khiến vạn người mơ của cô nông dân Lý Nhã Kỳ hết ở Đà Lạt lại đến Vũng Tàu. Cô nông dân Lý Nhã Kỳ làm trang trại ở hết Đà Lạt tới Vũng Tàu với vô vàn các loại rau củ quả khiến nhiều người thầm mơ ước. Trong thời gian giãn cách xã hội, Lý Nhã Kỳ ở hẳn trên trang trại 50 hectare. Điều cô khiến nhiều người yêu mến chính là tinh thần vui vẻ thoải mái cùng gương mặt căng tràn sức sống.
Không còn khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu xa xỉ bậc nhất thế giới là hình ảnh một Lý Nhã Kỳ trẻ trung giản dị, tự tay thu hoạch vườn cà chua và xà lách trên nông trại 50 hectare đất ở Đà Lạt, Lâm Đồng. Sau thảm đỏ hào nhoáng, ánh đèn sân khấu nhộn nhịp của showbiz, loạt ảnh này đã khắc họa rõ nét lối sống giản dị của Lý Nhã Kỳ. Điều đó còn được thể hiện thông qua từng nụ cười ánh mắt hạnh phúc trên gương mặt của cô. Lý Nhã Kỳ bộc bạch, cô thấy có một nguồn năng lượng sống tràn đầy và tích cực khi được làm nông. Nếu trên Đà Lạt, Lý Nhã Kỳ vừa làm khu nghỉ dưỡng vừa trồng rau, thì ở nông trại ở Vũng Tàu, cô trồng sầu riêng và bơ. Tranh thủ thời gian cách giãn xã hội, Lý Nhã Kỳ về nông trại của cô ở Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu thu hoạch nông sản. Đang là mùa bơ, sầu riêng nên mỗi sáng Lý Nhã Kỳ kéo xe quýt kít đi lượm lặt những trái chín vừa rụng xuống đất, người quản gia đi cùng để phụ cô. Vườn của Lý Nhã Kỳ trồng gần 100 gốc sầu riêng Thái Lan. Nói về việc vườn sầu riêng chịu quả, Lý Nhã Kỳ kể, trái sầu riêng to nhiều muối, ăn thơm béo ngậy. Sầu riêng tự trồng để ăn và biếu tặng người thân bạn bè nên tôi không phun thuốc trừ sâu. Kết chín hay hái sớm, trái hoàn toàn chín và rụng tự nhiên. Sau khi thu hoạch sầu riêng, cô tiếp tục đi lượm bơ. Chưa đầy một tiếng, cô đã chất đầy bơ lên xe. Cô khoe về vườn trái cây với niềm vui vô bờ bến. Không chỉ bơ, sầu riêng mà tất cả nông sản tại khu vườn đều được canh tác theo hình thức organic, tốt cho sức khỏe. Tôi nhờ người dân nơi đây chăm sóc mỗi ngày, đến mùa tôi sẽ đi thu hoạch cùng họ. Tôi thích cuộc sống này, tôi chẳng quan tâm việc da mình có bị đen đi hay không, mặc đồ quê mùa thế nào. Với tôi, được trải nghiệm cuộc sống của người nông dân, ăn những nông sản tự tay trồng, cảm giác rất tuyệt vời. Không chỉ biến nơi đây thành nông trại, Lý Nhã Kỳ muốn xây dựng nơi đây thành khu vườn sinh thái mở cửa cho khách tham quan trong tương lai. Cô muốn truyền cảm hứng sống với thiên nhiên, ăn rau củ sạch, bảo vệ rừng và môi trường đến mọi người. Lý Nhã Kỳ coi việc làm nông khá vất vả nhưng giúp cô tĩnh tâm trong những ngày làm việc căng thẳng. Cô quan niệm chỉ khi học cách yêu thương giúp bản thân trở nên mạnh mẽ, bạn mới có thể yêu thương và bảo vệ những người xung quanh. Trong thời gian này, ngoài công việc trang trại, Lý Nhã Kỳ còn tranh thủ rèn luyện thể dục nâng cao sức khỏe. Với tinh thần lạc quan, Lý Nhã Kỳ tâm sự, đôi khi sau những ngày phòng chống dịch Covid-19, Kỳ đã làm được những việc không tưởng. Tập thể dục đó là công việc mà 37 năm chưa bao giờ làm và sẽ nghĩ không bao giờ làm. Nấu ăn đó là việc xa xỉ nhất cuộc đời, bây giờ hay đều tưởng là không làm được thì bây giờ đang tập làm nè. Hiện tại dù showbiz Việt đang đóng băng và không có nhiều hoạt động, nhưng điều đó không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Lý Nhã Kỳ. Ngoài vai trò là đại sứ danh dự của Romania tại thành phố, Lý Nhã Kỳ còn có một cơ ngơi lớn về bất động sản lẫn trang trại Đà Lạt đến Vũng Tàu. Cô có cuộc sống sung túc khiến nhiều người mơ ước. Hai Ruon Mai Hồ phấn khích vì độ đáng yêu của cháu gái Trấn Thành. Cả gia đình của Trấn Thành vừa có thêm thành viên mới và cô cháu gái này luôn khiến các thành viên phấn khích vì độ đáng yêu. Nếu ai là fan của Trấn Thành thì sẽ biết anh là con trai duy nhất của ba mẹ, có hai cô em gái sở hữu diện mạo bắt mắt, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất tốt, thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Huỳnh My sinh năm 1991, tốt nghiệp một trường đại học quốc tế và đã kết hôn. Còn cô em gái Úc tên Huỳnh Ân sinh năm 1999 và hiện tại đang đi theo con đường nghệ thuật. Cả gia đình đi chơi với nhau khi có thời gian rảnh. Cháu gái đáng yêu của Trấn Thành, vào những ngày đầu tháng 3 năm 2020, cả gia đình của nam MC đã rất vui mừng khi Huỳnh My chính thức hạ sinh con gái đầu lòng. Đây là đứa cháu duy nhất nên mọi người rất trông đợi. Và những hình ảnh đầu tiên của cô công chúa này thỉnh thoảng được vợ chồng em gái Trấn Thành chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây nhất, Huỳnh My đăng tải khung hình em bé đang nằm chơi bên cửa sổ tại nhà. Trộm ví nhấp tì sở hữu gương mặt bụ bẩm, mái tóc nhiều thấy rõ. Khi chỉ khoảng 1 tháng tuổi, mẹ của bé khoe, cách ly chán quá, múc ti, nằm ngắm mưa anh chị ơi. Với nụ cười sảng khoái, nhiều người còn trêu rằng lại có thêm một em bé hài hước xuất hiện. Độ đáng yêu của cháu gái Trấn Thành. Em rể Trấn Thành đang trong những ngày tháng bắt đầu làm ông bố bỉm sữa. Ngay khi vừa lọt lòng, cô bé đã có biểu cảm hài hước cười tươi như thế này. Harry Won và Mai Hồ đồng loạt khen ngợi. Bức ảnh cô bé đáng yêu nằm chơi bên khung cửa sổ nhanh chóng nhận được nhiều sự tương tác của mọi người. Hầu hết ai cũng khen ngợi và nhận xét ngày càng thấy cưng thấy ghét hơn. Đặc biệt Harry Won và Mai Hồ đều để lại bình luận phấn khích khi nhìn thấy khung ảnh của cháu gái Trấn Thành. Từ đồng nghiệp, bạn thân, vợ, tình cũ đều tương tác nhiệt tình khi thấy cháu gái nam MC lộ diện. Sau tan vỡ, Mai Hồ vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt đẹp với các thành viên của nhà Trấn Thành. Những ngày tháng kế tiếp, con gái Huỳnh My sẽ là mối quan tâm lớn của mọi người trong gia đình, bởi lẽ đây là thành viên nhỏ nhất, đáng yêu nhất và chắc chắn sẽ nhận được sự yêu chiều, nhiệt tình từ vợ chồng Trấn Thành. Bất ngờ bị công kích sẽ hại con gái Mai Phương nếu là mẹ ghẻ,
bạn gái tin đồn Phùng Ngọc Huy nội đoá. Đăng Kim, bạn gái tin đồn của Phùng Ngọc Huy đáp trả gay gắt khi bị mỉa mai sẽ làm hại bé La Vi, con gái cố diễn viên Mai Phương. Nếu về sống chung, sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, cũng với những vấn đề khác thì động thái của Phùng Ngọc Huy và tình tin đồn của anh ca sĩ Đăng Kim cũng được quan tâm không kém. Mới đây Đăng Kim đã đăng dòng trạng thái chia sẻ về nỗi buồn chán khi phải ở trong nhà vì dịch bệnh hoành hành. Sau khi cầu cho thế giới bình an, Đăng Kim cũng không quên nhắn nhủ anti-fan: bạn nào mà vào chửi mình cũng ráng giữ sức khỏe nha, đánh bàn phím nhiều quá phải đi rửa tay. Ngay lập tức một cư dân mạng để lại bình luận cho rằng Đăng Kim đã biết sống tốt hơn ngày hôm qua. Nữ ca sĩ đáp lại ngay: em chẳng bao giờ sống xấu với ai, chỉ có những người suy nghĩ xấu họ mới như thế. Em có sao nói vậy? Không ai nuôi mình và mình không nuôi ai, con người và con người. Cần sự chân tình, đừng phán xét người khác khi chưa hiểu về họ. Em chẳng xấu hay tốt gì hôm qua hay hôm nay, em là người sống thật. Phát ngôn này của Đăng Kim khiến cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh cãi. Một số người cho rằng bé La Vi, con gái Mai Phương sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu như Phùng Ngọc Huy cưới Đăng Kim, bởi theo họ, dì ghẻ có bao giờ thương con chồng. Biện minh cho phát ngôn thiếu kiềm chế của mình, Đăng Kim tâm sự: cuộc sống vui buồn lẫn lộn, nó làm chị thế em à. Vui thì chị cho hết, buồn bực là bao nhiêu bơm, chị quăng hết em nhé, chị không cần phải giả tạo với bất kỳ ai. Những bình luận trái chiều của cộng đồng mạng thấy vậy, Đăng Kim gắt gỏng đáp trả. Bất ngờ bị công kích, Đăng Kim chọn cách block những tài khoản này và gắt: mồm miệng độc ác, con người xấu xa, lòng dạ như thú. Từ khi tin đồn yêu thương với Phùng Ngọc Huy lan truyền, Đăng Kim và anh liên tục bị công kích, nhất là khi Mai Phương qua đời. Trái ngược với sự im lặng của Phùng Ngọc Huy, Đăng Kim thường xuyên đáp trả tay đôi khi bị chỉ trích. Bị fan của Mai Phương nói cướp chồng người khác, Đăng Kim đáp trả gay gắt. Cô bị đồn đã yêu Phùng Ngọc Huy được 4 năm nhưng cô không xác nhận. Dù vậy, cô một mực khẳng định Phùng Ngọc Huy chỉ yêu Mai Phương và sẽ không cưới ai. Là người kề cận bên Phùng Ngọc Huy, chứng kiến tất cả những gì trải qua, Đăng Kim hiểu anh thương con gái như thế nào. Bản thân cô cũng rất quý La Vi, Đăng Kim cho biết: khi anh Huy đón con sang Mỹ, tôi sẵn sàng đồng hành cùng anh trong việc chăm sóc và nuôi dạy bé. Ở bất cứ cương vị nào, bạn bè, bạn gái hay vợ của anh Huy, tôi đều có thể làm tốt điều đó. Mới đây Đăng Kim lên tiếng trên trang cá nhân chuyện cô bị coi là người xen vào chuyện tình cảm của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy. Cô tự tin mình là người sống tự lập, có tiếng tăm tại Mỹ, đàn ông theo đuổi cũng không thiếu. Được ca sĩ khẳng định mình không phải là người thứ ba phá vỡ chuyện tình cảm của Phùng Ngọc Huy và Mai Phương. Vì vậy, cô cảm thấy bị xúc phạm khi nhiều người xen vào cuộc sống đời tư, nói những câu khó nghe.